cho các bạn kinh xem cách 24 giờ. XT10 độ kinh dị với dàn tem kỷ niệm một triệu xe đầy ấn tượng. Cách đây một tháng, Yamaha đã kỷ niệm 1 triệu chiếc XT và tung ra thị trường hai phiên bản đặc biệt của XT10. Được một biker sở hữu và vẫn như thường lệ giới thiệu tới các bạn là một chiếc xe được đổ lại rất nhiều đồ chơi đậm cái màu sắc thương gia. XT10 độ kinh dị với dàn tem kỷ niệm 1 triệu xe đầy ấn tượng. Với rất nhiều đồ chơi hàng hiệu, đa phần là chất liệu là CNC là chủ yếu, giá trị là từng món đồ chơi trên chiếc xe cộng lại có thể gần bằng cả một con xe mới. Thường thì những món đồ chơi này không phải đắt tiền do thiết kế mà thường do những thương hiệu sang chảnh là chính. Nếu nói về cái phần đầu thì điểm đặc biệt nhất là chó đèn LED 2 tầng, Taycan CR và kính Elite. Cái phần đồng hồ Umakoso đầy sự tiện ích hiện đại và ấn tượng với nhiều màu sắc chức năng. Một góc nhìn về logo của Yamaha Titan và bộ tem kỷ niệm 1 triệu xe. Cặp mắt LED đầy ấn tượng, chản 3 CNC, thêm cái phục trước upside down với chân phục CNC cứng cáp. Góc nhìn này ta thấy được cái sự ngây ngất khách hồn với điện của Gaffer, dây dầu Gaffer, Hell Rainbow 2 bit đối xứng và logo lớn. Cái phần lốc máy của Center được độ lại tô điểm bằng những cái màu sắc màu tím như ốc vương miệng vân. Theo dầu sao cũng được sử dụng cái sản phẩm của Rainbow 2 bit đối xứng mâm CC X1A. Sở hữu trên mình cái cặp mâm to chà bá với cái vỏ Pichelli Pilot Sheet. Sở hữu với kích lớp trước là 90-87 và phía sau 1.10-77. Cái phục Collin bình dầu rời và bình dầu EM xi nhan multi. Hồi ra, chiếc XT10 này xấu nhất là cái phần về sau nên thường được các chủ xe bỏ đi. XT10 độ cực ngầu với dàn đồ chơi đầy cá tính sáng tạo. XT10 là lối thiết kế như một chú robot. Ngoài ra, sự hấp dẫn của chiếc xe này cái được trang bị rất nhiều đồ chơi hấp dẫn đi kèm làm cho chiếc xe thêm phần nổi bật. Với rất nhiều món đồ chơi hiện đại được sản xuất đi kèm trang bị cho xe và được nhập khẩu từ rất nhiều nơi ở thị trường Đông Nam Á, về nước ta đã phục vụ cho cái nhu cầu độ xe ngày càng cao của những biker. Khi được trang bị một loạt đồ chơi mới và đương nhiên chiếc xe trở nên khác và đẹp hơn rất nhiều. XT10 đổ thêm cái đèn gương cầu khác lạ, kèm theo đó là LED L4, chó đèn sương mù mắt lé đầy khác lạ. Một góc nhìn khác cho thấy được cái dàn chân trước và mâm của L3, rù Rizona xéo với cái tông màu. XT thường có một cái lỗ tròn đối diện ổ khóa để các biker thỏa sức sáng tạo cho mình, với Koso Double Tour cho cân đối ở bên còn lại. Ba góc nhìn với công tắc chắc là của L4, nắp che tay thắng xin xin vân. Cái mẫu xe này được độ lại thêm các chân xin thay bằng cái bộ số gãy CNC, mang cá CNC. Nắp nhất của Racing Boy, lốc máy trầm suốt và bộ XT10, cắt ngắn và cổ bộ Titan. Khóa cho mình phong cách là tem gợi nhớ thời thượng của những chiếc tay ga Honda Blade với phiên bản là tem 3D này. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, là kế tiếp nhớ like, share, subscribe.